Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên thân mến ạ, sáng nay Hà Nội thì vẫn thấy trời mát, không biết là chiều nay dự báo như thế nào ạ? Vâng, hiện nay ở ngoài trời đã bắt đầu thấy nóng hơn rồi. Nhiệt độ lúc 11 giờ tăng thêm 4 độ nữa, lên trên 30 độ. Dự báo đến đầu giờ chiều là lúc mà trời nóng nhất, nhiệt độ có thể tăng lên 34 độ. Tuy chưa đến mức nắng nóng, nhưng với độ ẩm cao 65% thì chúng ta sẽ cảm thấy nóng oi. Chiều tối thì mưa dông khả năng xảy ra, đề phòng dông sét nguy hiểm. Chúng ta có thể nhận biết một cơn dông mạnh qua các dấu hiệu sau. Mây đen kéo đến rất nhanh, ban ngày nhưng mà trời bỗng chốc tối sầm lại. Gió thổi và không khí hơi se lạnh, bắt đầu có những tiếng sấm nổi lên. Sau các biểu hiện trên thì dông sét có thể ập đến chỉ sau 10 đến 15 phút. Vì vậy cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố và an toàn. Quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh chiều nay cũng cần đề phòng với mưa dông. Còn từ giờ đến đầu giờ chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.